Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò nhúng mẻ. Mẻ thì có vị chua chua, rất là thanh mát. Thịt bò thì rất là ngon, ngọt, rất là bổ dưỡng, chấm với mắm nêm và các rau sống, các gia vị tạo nên một món bò nhúng mẻ rất là ngon tuyệt vời. Rất là vào những ngày trời se se lạnh thì còn gì bằng. Và đây là dĩa thịt bò. Dĩa thịt bò này khoảng nửa kg. Hôm nay mình sử dụng thịt đùi nha quý vị. Thịt bò rất là tươi, rất là ngon. Và mình đã rửa sạch rồi đó quý vị. Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có một chén sả, một trái dừa tươi. Và hôm nay mình sử dụng mắm nêm chí hải, nửa củ hành tây, các trái ớt hiểm, các tép tỏi, củ hành tím. Rau thì có khóm, chuối, rau thơm, xà lách, bún, các cây sả. Gia vị thì có bột ngọt, bột nêm, muối, đường, nước mắm và dầu ăn. Với một chén mẻ nữa nha quý vị. Các nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình tiến hành mình làm nha quý vị. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập, sau đó mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra để nữa mình phi. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập luôn, rồi mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn để nữa mình phi. Và một phần mình làm mắm nêm. Củ hành tây thì mình cũng sắc mỏng mỏng ra luôn nha quý vị. Để nữa mình nấu trong cái nồi lẩu nhúng mẻ. Ớt hiểm thì mình băm cho nó nhỏ nhỏ ra luôn. Hôm nay mình sử dụng khoảng 7-8 trái ớt hiểm. Nếu mà nhà mình ăn cay không được thì có thể mình sử dụng ít hơn nha quý vị. Các cây sả thì mình băm cho nó dập dập, rồi sau đó mình cắt cho nó khúc khúc khoảng 3-4 phần để nữa mình phi. Có mùi sả nó cũng rất là thơm và ngon. Khóm thì mình bỏ đi cái phần cùi, sau đó mình sẽ ra làm hai cái phần cùi khóm thì mình bỏ nha quý vị. Rồi hai miếng thì một miếng thì mình sẽ sắc lắc mỏng mỏng ra để nữa mình là rối, mình làm rỗi chung với bò và các rau sống. Còn một miếng thì mình sẽ băm nhuyễn ra luôn để nữa mình làm mắm nêm. Và một phần mình sẽ cho vào trong cái nồi lẩu có vị chua chua thơm ngon của khóm cũng rất là tuyệt vời. Và sau một hồi mình băm cũng rất là nhuyễn hay nào quý vị. Nửa miếng khóm. Thịt bò thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra luôn để nữa mình nhúng. Mình sắc càng mỏng thì nó sẽ càng ngon nha quý vị. Tương tự thì miếng thịt bò còn lại mình cũng sắc mỏng như vậy luôn. Như nhà mình thì hơi to một tí nhưng mà cũng rất là ngon. Quan trọng là bò mềm. Còn chén cơm mẻ thì mình bỏ vào khoảng một muỗng cà phê muối, thì sau đó mình đảo đều lên để cho cái phần con của cơm mẻ quý vị nó sẽ chết hết luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các gia vị vào trong dĩa thịt bò. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối, khoảng hơn nửa muỗng cà phê bột nêm, hơn nửa muỗng cà phê bột ngọt, và khoảng một muỗng cà phê đường cát nha quý vị. Nước mắm thì mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê nước mắm.
Còn cái phần xả thì mình cho phần nửa thôi, phần nửa của nửa chén xả. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị và xả nó sẽ thấm đều vào trong thịt bò. Rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút nha quý vị, trước khi mình nhúng vào trong lẩu, để cho nó càng thấm sâu gia vị thì lúc đó mình nhúng vào trong lẩu mình ăn thịt bò nó sẽ rất là đậm đà, rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ làm mắm nêm luôn. Mình cho khoảng 3 muỗng canh mắm nêm. Rồi sau đó cái phần xả nào còn lại nè quý vị, mình cho hết vào luôn. Tỏi thì mình cho phần nửa vào, tỏi băm hồi nãy đó quý vị. Còn khóm nãy mình băm nhuyễn nè, mình cho cũng phần nửa luôn. Làm mắm nêm là phải có khóm nha quý vị, nó rất là thơm và rất là ngon. Và ớt thì mình sẽ cho hơn phần nửa vào, nhà mình ăn rất là cay cho nên mình để rất là nhiều ớt. Mình cho khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt, rồi khoảng 2 muỗng cà phê đường cát nha quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên, coi như cái chén mắm nêm của mình cũng đã xong rồi đó quý vị. Cũng rất là đơn giản và cũng rất là dễ làm. Bò nhúng mẻ thì phải chấm với mắm nêm nha quý vị, nó sẽ đúng bài và rất là ngon. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào, rồi sau đó mình cho hết tỏi vào luôn để mình phi. Mình phi sơ qua thôi, rồi mình sẽ cho các nguyên liệu khác vào nữa, mình phi chung luôn. Đó, sau một hồi mình phi nè quý vị. Rồi sau đó ta sẽ cho các nguyên liệu còn lại như là hành tây, hành tím, xả vào phi luôn. Các xả cây nha quý vị, rất là thơm. Ta phi khoảng 2-3 phút thôi, cho nó vừa vàng thôi, vừa săn lại thôi. Rồi hồi ta sẽ cho nước dừa vào. Và sau một hồi cũng đã gần vừa vàng rồi, ta cho cái phần ớt vào nữa nghe quý vị. Rồi ta đảo sơ qua một cái. Rồi ta cho nước dừa vào luôn. Hôm nay mình sử dụng nguyên trái dừa tươi luôn. Mình nấu nước dừa tươi nó sẽ làm cho nước lẩu mình rất là ngọt và ngon nha quý vị. Và bây giờ ta cho cái vợt vào trong cái chảo. Rồi sau đó ta sẽ cho cái chén mẻ vào. Mình sử dụng khoảng 2/3 chén mẻ là được rồi nha quý vị. Tại vì mẻ rất là chua cho nên mình để khoảng 2/3 chén mẻ là được rồi. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái giá. Chủ yếu là mẻ mình lấy cái phần nước hơn nha quý vị. Mình đảo tới đảo lui cái phần cơm mẻ cho nó ra hết cái phần mẻ, rồi mình bỏ đi cái phần cái. Nước mẻ rất là chua chua, rất là thanh mát, ăn rất là tốt cho sức khỏe, rất là ngon. Và sau một hồi thì cái phần mẻ mình cũng lấy nước rồi đó quý vị. Thì sau đó mình sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê muối, khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt, một ít bột nêm, khoảng nửa muỗng cà phê nha quý vị. Rồi sau đó mình cho khoảng 2 muỗng cà phê đường cát. Và cái phần khóm mình cũng cho hết vào luôn. Phần khóm còn lại hồi nãy đó quý vị, khoảng 1/3 chén.
Thì sau đó mình quậy đều lên, coi như cái phần nồi lẩu của mình đã xong rồi đó quý vị. Và sau một hồi mình nấu nè, cũng đã xong rồi. Và mình chuẩn bị mình nhắc xuống cái bếp điện nha quý vị. Rồi mình cho thịt bò vào để mình nhúng. Và bây giờ mình gói thử một cuốn luôn nha quý vị. Thì mình sẽ cho cái bánh tráng lên dĩa. Rồi mình cho bún vào. Và cái phần thịt bò hồi nãy giờ mình nhúng nó cũng đã chín rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho ra cái phần của bánh tráng, bún. Một cuốn thì khoảng 3 miếng thịt bò cũng được rồi nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho miếng chuối vào. Rồi miếng khóm vào. Rồi sau đó mình sẽ cho rau thơm vào. Rau cá nè, rau thơm nè, rau tí tô nè. Rồi thêm một miếng cải salad vào nữa. Rồi sau đó mình gói lại. Mình cuốn thịt bò, bún, rau. Khi mà mình đã nhúng mẻ xong cũng rất là đơn giản. Nó quý vị thấy không, xong một cuốn này nè, cũng rất là đẹp luôn. Và mình chấm với mắm tôm, ăn rất là ngon, tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình quay cận lại nào quý vị. Nồi mẻ có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, rất là thanh mát, rất là thơm, rất là ngon. Và ăn kèm với bò nhúng mẻ thì có các loại rau, xà lách, rau thơm, khế, chuối sống, chấm với mắm tôm và dĩa bò nhúng mẻ nào quý vị. Ớp thêm các gia vị vào, rất là thơm, rất là ngon luôn. Và dĩa bò nào quý vị, trông rất là đắt mắt, rất là hấp dẫn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Bò nhúng mẻ rất là ngon, rất là đơn giản và rất là dễ làm. Và đã thành phẩm rồi. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.